là có lời xin hoan nghênh và welcome quý vị đến buổi thuyết pháp của Minh Sư Thanh Hải bữa nay, và có lời cảm ơn quý vị đã bỏ chút thời giờ ra đến để nghe buổi thuyết pháp của sư phụ. Và để mở đầu chương trình là phần cúng dường giờ dân hoa của cho sư phụ. Xin mời quý vị trong ban cúng dường dân hoa sư phụ. Áo đẹp quá hả? Cúng dường sư phụ, cúng dường lấy nhiều nhiều chút, lấy nhiều cho em chị em. Và sau đây kính thưa quý vị, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị sư phụ của chúng tôi, Minh Sư Thanh Hải. Good morning. Kính thưa quý vị, bây giờ xưng sư phụ hay xưng tôi? Sư phụ hả? Xưng tôi có kỳ quá. Chưa bao giờ sư phụ xưng tôi với ai hết. Mặc dù xưa đi tu cũng chưa không có xưng tôi. Nếu không xưng em, xưng cháu, xưng con hoặc là xưng chị. Ít có khi xưng tôi nhưng mà xưng tôi nó cũng vui, nó có vẻ dễ thương, thân mật, tại không quen thôi, trong nhà không có xưng tôi thì không quen. Thôi xin phép cho xưng đỡ sư phụ ha, xưng đỡ thôi chứ không phải muốn làm sư phụ của quý ngài. Làm sư phụ quý ngài khó lắm, ai cũng biết. Đức Phật còn lắc đầu uống chi. Uống gì ông đại bà Thanh Hải ăn nhầm vậy. Hôm qua sư phụ ở bên Colorado, Boulder một thành phố nhỏ, nhìn thấy giống như một cái làng á, rất ấm cúng thân mật, đẹp tuyệt đẹp, núi thì là cao, hình như 8.000 feet, giống như Himalapsơn vậy. Cây thì thật là xanh, những cây tùng, cây bách đó, nó xanh, mặc dù mùa đông nó cũng xanh, tuyết trắng nhưng mà cây xanh, rất là đẹp. Cái làng nhỏ nhỏ nghe nói hình như có 18.000 người, cái thành phố 18.000 người. Is it correct? 18,000 people? Yeah, thank you very much. Yeah, có chừng 18.000 người thôi. Mà họ đến họ nghe pháp cỡ chừng gần 300 người. Mà rất là thời gian mà học trò họ chuẩn bị đó rất là ngắn ngủi, cứ hai tuần thôi. Mà hai vị này họ mời sư phụ lần đầu tiên, nhưng mà còn sư phụ được mời tới đó là trên dưới gần 2 năm nay rồi. Nhưng mà người khác mời. Một người thì người Do Thái mời. Israel phải Do Thái không? Một người thì Do Thái, người khác là người Mỹ, nhưng mà sư phụ không có đi. Nên kỳ này có hai người Mỹ khác mời. Họ sư phụ sẵn dịp đi thăm các tiểu bang, những đồng bào tị nạn các tiểu bang đó. Thôi nó thôi đi ngang qua rồi mình ghé vô. Năn nỉ nó sư phụ ghé vô một chút. Không ngờ ghé vô một chút mà họ làm cũng long trọng. Người Mỹ không? Người Việt Nam có trên dưới có 15 người. Toàn là người Mỹ.
Mà khi nghe pháp xong thì 70 mấy người truyền tâm ấn, thọ tâm ấn. 300 người đi coi mà đi nghe mà 70 mấy người truyền thọ tâm ấn. Mà không có hỏi những cái câu gì mà kêu bằng người Việt Nam kêu bằng gì à? Nói sẽ mất lòng à? Hỏi những câu gì à? Kêu bằng lăng nhăng hả? Không phải đâu, hỏi như thế. Hả? Anh nói đi. Thấp quá hả? Hát búa hả? Hát búa thì còn đỡ. Hóc búa mà đúng thì còn đỡ chứ. À. Chổi trong họng hả? Chổi trong họng là sao? Kêu tụi đứng hả? Chắc cũng cỡ đó, đại khái nó như vậy đó. À, Việt Nam mình có nhiều danh từ rất là đúng đắn để miêu tả những sự vật mà ở thế giới khác không có. Ở nước khác không có. Hay. Thì họ hỏi câu toàn là tu hành không à? À, thí dụ họ hỏi tôi tu thiền những môn pháp khác đó, mà sao bây giờ tôi chán quá, tôi không muốn tu nữa, giùm sao? Đại khái họ hỏi, thí dụ họ chán tu thiền họ cũng hỏi vậy, chứ họ không có hỏi kiểu như mà tại sao cô bận áo vàng không bận áo trắng. Tại sao đội mũ này không đội mũ kia, tại sao bận áo rộng không bận áo chật, tại sao đi tắm không bận nguyên áo gì thầy nhảy vô. Đi tắm mà sao dám cởi cái áo này vậy? Đại cái nó vậy đó. Những người đó thì thôi hết thuốc chữa phải không? À, hay là còn thuốc chữa? Hết hả? Nó tại quý vị nói chứ không phải sư phụ nói. Thành ra hôm qua sư phụ cũng vui lắm. Từ ở cái lúc mà nói pháp cười tới lên tới phi cờ luôn. Cười quá bữa nay mệt, xỉu, sắp xỉu. Tại họ nói, họ hỏi câu gì nhiều khi cũng thấy buồn cười, vui lắm. Mà sư phụ trả lời câu gì họ cũng cười bể rạp. Thành ra có vẻ rất là thông cảm với nhau. À, những người nào mà đẳng cấp hơi giống giống nhau, lý tưởng hơi giống giống nhau, thì nói một câu hiểu liền. À, mới nói hai ba câu cái là đã thấy làm như tri kỷ mấy mươi đời rồi. À, còn người nào mà kêu bằng không có duyên phận với nhau thì nói lâu lắm. Mình kêu Việt Nam mình nói như cái gì, vịt nghe sấm hay là phải không? Nước sống sâu đồ vịt vậy đó. À, thì tại sao có những sự khác biệt như thế này? Việt Nam mình theo đạo Phật á thì tin là có nhân quả. Những người nào mà nói hiểu liền á thì ta nói rằng nó có huệ căn á. Tu hành hồi trước, kiếp trước có tu rồi. À, nói thì nói vậy nhưng mà thật ra mình không hiểu kiếp trước tu là sao. Đã ít có người nào thấy được kiếp trước, chỉ trừ khi nào mình tu hành những cái pháp gì theo pháp mật tông, chẳng hạn như pháp những người Tây Tạng, họ có chỉ cách cho mình biết cái đời trước của mình. Nhưng mà phải tu lâu lắm mới biết, giống như mới nhào vô biết liền. Chứ bây giờ những các nước trên thế giới nó cũng có một cái môn học kêu là parapsychology. À? Đi tiếng Việt nó vậy thì chắc là siêu tâm lý á, siêu tâm lý học phải không? À. À, cái môn này á nó cống hiến cho người ta một cái cách có thể hiểu được đời quá khứ của mình. Nhưng mà kỳ quá, bữa hôm trước sư phụ đi vô trong United Nations, tiếng Việt Nam kêu cái gì hả? Liên Hợp Quốc hả? À, trụ sở Liên Hợp Quốc, vô đó giảng pháp. Đại hội mời mà. Rồi có một cái bà đó, cái vị mà mời sư phụ đó, bà là thuộc về parapsychology, tức là siêu tâm lý học đó, tu theo pháp đó. Và sư phụ hỏi, bà có biết quá khứ không? Bà nói, không biết. Đâu có phải người nào cũng tu theo mà biết quá khứ. Nhưng mà sư phụ khi ở Á Căng Đình gặp một vị giáo sư ở đại học, ở trường gì mà ở bên cái thủ đô đó, sư phụ quên mất là ít có nhớ cái tiếng này. Ông là thuộc nghiên cứu về parapsychology ạ. À,
về siêu tâm lý học. Và ông nghiên cứu lâu rồi, ông còn dạy về môn đó nữa. Quên rồi, không biết họ dạy trong trường đại học hay là dạy riêng ở ngoài, sư phụ quên hỏi. Ông cứ dạy môn đó. Mà ông cũng cứ hỏi sư phụ hoài, làm sao để biết quá khứ của mình. Tại đó sư phụ nghĩ rằng, dù rằng có những phương pháp tu để mình biết quá khứ, nhưng mà không phải ai cũng tu có được biết liền đâu. Hoặc là nếu ông gặp trúng ông thầy giỏi đó, mình tu cũng lâu lắm ạ. Mà tu chỉ biết quá khứ không á, mà đã lâu như vậy, huống chi biết hết tất cả càng khôn. Như thường thường người Việt Nam mình thường nói rằng, ông đó chắc ông tu nhiều kiếp lắm rồi, phải không? Tu nhiều kiếp lắm, kiếp trước cũng tu dữ lắm á. Đại khái có huệ căn á, tức là người đã tu lâu rồi, có sự sáng suốt. Thì nói ai cũng nói vậy hết á, nhưng mà nghe nói người nào nói tu thành đạo rồi, cái nó làm gì có. Làm gì có tu thành đạo, làm gì mới tu rồi thành liền vậy. Sao biết người ta mới tu? Nhiều khi người ta tu lâu rồi, chứ không phải người Việt Nam mình thường nói chắc tu nhiều kiếp không. Nhiều khi còn nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời nữa. Nói thì nói cho nghe, chơi cho vui vậy, chứ còn không tin. Cũng như những người khi chết ấy, Việt Nam hoặc là Tàu hay là những người Á Đông cũng vậy. Tin thì nói là tôi tin Phật giáo, hoặc là Thiên Chúa giáo. Thường thường thì Thiên Chúa giáo thì chắc ít có là, nhưng mà Phật giáo, tin theo Phật giáo hoặc là Đạo giáo thì đông lắm. Rồi nói rằng tin theo đạo của tôi thế nào cũng được giải thoát. Thấy chưa? Thí dụ mình vô mình quy y ông thầy nào đó, cái đó ông thầy cũng nói liền: đệ tử quy y Phật rồi không đọa địa ngục, nhá. Quy y Pháp rồi không đọa ác thú, không đọa ngạ quỷ. Quy y Tăng rồi không đọa bàn sanh, tức là không có xuống địa ngục nè, không có làm quỷ ma đói nè, không có làm súc vật nè. Quy y không á, quỳ xuống lạy không, đưa cái bao đỏ đỏ đó là khỏi liền tam đồ khổ đó. Đại khái nó là như vậy. Người ta nói vậy đó mà. Sư phụ không có nói là đúng hay không nha, sư phụ chỉ nói là nó như vậy thôi đó nha. Chứ đừng nói vậy nha. Rồi vậy đó, nhưng mà cái khi chết đó nha, rồi cũng đốt đủ thứ vàng bạc thì đâu, nhà lầu xe hơi rồi đốt theo. Tại sao? Đừng hối lộ. Hối lộ Diêm Vương ở dưới á, rồi còn cúng gạo cúng, rồi còn cái lúc mà chết còn phải đọc kinh đọc sớ đủ thứ hết. Rồi cái lúc mà ở bên Tàu có cái tục cúng, khi cúng đồ cho người chết ăn á, thì phải đốt pháo rồi tùm lum ở ngoài, đừng đuổi ma khác đi, chứ không cho nó ăn, cho ma của mình ăn thôi. Ít kỹ thôi mất vậy, ma mà cũng không cho ăn luôn á. Rồi đốt giấy tiền vàng bạc rồi nhiều lắm. Giấy tiền vàng bạc là ma xài, chứ đâu phải mấy người giải thoát mà xài đâu. Có nghĩa là gì quý vị biết không? Một bên thì nói rằng Phật sẽ giải thoát, tin theo Phật quy đạo lão gì đó thì sẽ giải thoát, mà một bên thì biết rằng không có giải thoát. Thành ra mới cúng vàng bạc. Mới kêu thầy rồi tới rầm beng, rồi đốt pháo rồi đuổi ma nó đi. Chứ nếu mà giải thoát rồi, người ta đâu có ngồi đó, người ta ăn đồ của mình ở đồng cúng cho mất công. Chết rồi là đi liền, cái rụp lên thiên đàng liền, hoặc là lên cõi Phật liền. Còn nếu còn cúng là còn biết chưa giải thoát. Thứ nhất, thứ hai còn cúng giấy tiền vàng bạc nữa là tròn cho ma xài không ạ? Là biết thế nào cũng đi xuống suối vàng. Thành ra nói gì đặng cho biết cái lòng tin của những người mình đó, nó mềm như cọng bún á. Đụng vô nước rồi nó không có còn cái hình dáng gì nữa hết, mềm xìu. Thành ra mình phải cẩn thận, mình nói cái gì thì mình phải hiểu cái đó, không hiểu thì phải ráng tìm cho hiểu, chứ cứ nói lo 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 thì nó không hiểu gì chừng, nó còn mất công nữa, mất công người ta phải nghe mình. Nghe những cái lời trống không của mình, rồi biến thành một cái tục lệ ai cũng nói: nó tu nhiều đời rồi, tu nhiều kiếp rồi, rồi cứ nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời, nó tới nó lui cái nhiêu đó, rồi gì nhất nhân chứng đắc cửu huyền thắng,
cái gì cũng biết nói hết, nói nghe hay lắm. Có về, có về cái thơ này lắm, mà không hiểu chừng. Ừ. Hoặc là không cần tìm hiểu là cái gì. Chẳng những không tìm hiểu thôi, mà người khác hiểu còn chê người ta nè. Làm gì có tu nhất kiếp, mới tu sao tu thành liền vậy? Mà không phải mình hôm qua mình mở miệng mình nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời sao? Hả? À. Rồi có người nói rằng đi theo sư phụ thì năm đời được giải thoát. Nó nói, gì dữ vậy? Ừ? Tự ai tu nấy chứng thì sao năm đời được giải thoát? À. Mà tại sao Việt Nam mình cũng nói là nhất nhân chứng đắc cửu huyền thắng nha. Chín đời rồi đó nha, sư phụ nói năm đời là khiêm nhường đó. Không không tin à, mình một miệng mình thì nói câu này mà rồi cái khác mình đã kích lại tự chính mình, thấy chưa? Cái bằng gậy ông đập lưng ông á à, rồi như vậy mà cứ cãi nhau hoài thôi. Tại sao? Tại vì tự mình không chứng đắc được những gì mình nói, tự mình không hiểu được những gì mình đã nghe, hoặc là mình đã lặp lại, thành ra mình không thể tin được những cái gì người ta chứng đắc hoặc là những gì người ta hiểu được. Chứ không phải không có người hiểu được, không có người chứng đắc. Nếu không có người hiểu được, không có người chứng đắc, làm gì có những câu nói đó? Ở đâu nó sinh ra? Mà tại sao mình tin rằng không có sự chứng đắc đó, không có những người hiểu được những câu nói đó, tại sao mình cũng lặp lại làm cái gì? Nếu nó là vô lý, nếu là một sự không thể có được, dẹp. Thấy chưa? Nói hoài. Biết rồi khổ lắm, nói mãi. Người Bắc là sẽ nói vậy đó. Còn nếu mà mình nghĩ rằng những chuyện đó có thể xảy ra thì mình phải từ từ nghiên cứu. À, nếu nghe người nào mà thành đạo đó hoặc là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, người nào có thể nhất kiếp ngộ nhất thời đó, mình để dành mà nghiên cứu à, không chừng có thiệt. Chứ không tại sao hôm qua nay mình cứ nghe người ta nói vậy hoài, tu nhất kiếp ngộ nhất thời, nhất nhân chứng đắc cửu huyền thắng, hoặc là quy y Phật pháp tăng rồi không đọa địa ngục, không đọa ác quỷ, không đọa bằng sanh. Quy y không là quỳ xuống thôi, niệm vậy thôi, rồi đưa cái tờ giấy đỏ đỏ, đúng không? Cái bao thơ đỏ đỏ, ở trong nó có cái tờ giấy xanh xanh đó. Ừ. Vậy thôi đó. Chứ đường nó ăn chay gì hết trơn á. Mà có nhiều chùa cũng có lòng, có gì, có lương tâm. Còn viết thêm là phải ăn chay tháng 2 ngày. À, sư phụ mới kỳ rồi, thường sư phụ ít đọc báo nhưng mà kỳ rồi. Có bị gửi tới mấy tờ báo, sư phụ cũng đọc. Nói rằng cái chùa nào đó, muốn quy y á, thì phải ăn chay 1 tháng 2 ngày. Vậy là hay lắm đó. Mấy chùa kia đâu có nói vậy. Thấy chưa? Ăn chay 1 tháng 2 ngày thôi mà không rớt địa ngục, không... không gì? Hả? Quên rồi, mới nói quên rồi, sư phụ già rồi. Nói đi. Quý vị phải nói, để tôi hiểu, biết quý vị có nhớ không? Tôi mới biết được. À, sao? Quy y Phật không? Đọa gì? Không đọa địa ngục. Quy y pháp không gì? Không đọa ngạ quỷ, tức là không làm ngạ quỷ đói đó, phải chưa? Ngạ quỷ là quỷ đói. Quy y tăng rồi không sao? Không làm sốt sanh, ngon chưa? Tại sao quý vị không đi quy y liền? 1 tháng ăn chay có 2 ngày thôi, sư phụ đăng báo quảng cáo giùm cho mấy cái chùa đó. Này. Chứ không phải mình làm người không muốn những cái sự đau khổ này sao? Thấy không? Mình ít nhất mình muốn trở lại làm người phải không? Thì quý vị ăn chay giùm đi, 1 tháng 2 ngày thôi, chứ đâu có bao nhiêu đâu. Như vậy mà tin á, mà quy y nhiều lắm á. Ừ. Quy y có trời được pháp danh rồi, nghe kêu gồ ghề lắm. Ừ. Vậy đi quy y liền. Còn quy y theo thư phụ, sư phụ hả, không có pháp danh gì trơn á. Người nào người nấy cũng giống nhau. Bác sĩ, kỹ sư rồi không ai biết tới hết trơn á. Còn mà dám khoe rồi ra còn bị sư phụ la nữa. Khoe bác sĩ kỹ sư rồi ra là chắc bị đuổi tới đằng sau ngồi á. Ừ. Đi theo sư phụ chứ không có cái thớ gì. Có một vị cũng hăng lắm, đòi đi theo sư phụ đi tu. Chưa? Đi tu không được bao lâu có chạy ra. Ừ. Không phải người nào cũng vậy. Tại cái tính người này là như vậy rồi, hồi xưa giờ vậy rồi. Chưa theo sư phụ đã vậy rồi, đã theo mấy bên tông phái khác cũng đã lộn xộn nhiều lắm chứ không phải qua bên này. Sư phụ hồi xưa thì dễ dãi, ai muốn đi tu sư phụ cũng có cản. Thấy không? Nhưng bây giờ khó hơn. Ai muốn đi tu là phải
phải kỹ lắm á. Thường thường sư phụ gạt ra liền chứ không có cho vô đó. Dạ, còn vô rồi nó khảo như khảo lâu lắm. Chứ hồi xưa ai vô là đáp y liền, nó tu liền. Tại sư phụ đi tu dễ dàng quá, sư phụ cũng không muốn làm khó dễ cho người ta. Sư phụ nghĩ rằng ai tu cũng giống sư phụ, là ngờ đâu nó khác. Khác quá trời. Hồi xưa sư phụ nói nghĩ ai cũng thành Phật chứ bây giờ càng ngày thấy càng khác. Ừ. Cũng là Phật nhưng mà Phật vô minh. Ừ. Phật chưa có phát triển á. Cũng như có những quốc gia kêu bằng quốc gia underdeveloped chưa phát triển á. À, thì có những quốc gia khác họ văn minh vậy thôi. Thì cũng là quốc gia, cũng có tổng thống, cũng có chính phủ rồi này kia y như vậy. Nhưng mà kêu bằng quốc gia nó hơi hả? Chậm tiến, đúng rồi. À, hay quá. Ừ. Thì có vị đó đi vô theo sư phụ đi tu. Mà sư phụ cũng không nhớ người đó mặt mũi như sao nữa. Truyền tâm ấn xong chắp tay sau lưng sư phụ xin đòi đi tu. Thì sư phụ không nhớ, người khác nhớ thôi. Sau này nói sư phụ dụ. Tại cái tính mình không hay. Ừ. Rồi không nói gì dụ thì cũng được đi. Hãy vô tu cho đàng hoàng đi. Lớn rồi mà bị dụ cũng có kỳ. Hả? Có con, có gái, có chồng rồi cũng bị dụ. Thôi được, thôi thì nói sư phụ dụ đi. À, hãy vô tu hồi dài ba bữa. Hồi dài ba tuần gì đó, rồi chạy ra. Lý do tại sao? Nói rằng tôi là người xuất dương du học. Tức là mới truyền tâm ấn chạy vô liền á, chưa có được huấn luyện gì trơn. Tại hồi xưa sư phụ nghĩ rằng người Việt Nam mà chắc cực khổ lắm rồi, chưa đi tị nạn rồi lâu rồi, chứ cái thấm nhuần cái sự vô thường của cuộc đời rồi. Sư phụ không có khảo nhiều mà sư phụ cưng nhiều hơn. Còn người tạo á, đụng chút là sư phụ phạt, đụng chút là sư phụ chỉnh liền. À, tại vì họ khác. À, quý vị đi theo sư phụ, những người Việt Nam mà đi qua Tàu thế nào cũng biết hả? Sư phụ đối với người Tàu hoặc là những người nước khác hơn nghiêm khắc hơn nữa đối với người Việt Nam. Tại sư phụ nghĩ rằng họ thấm nhuần rồi, thấm quá là khổ gần dạy dỗ, khổ gần khảo nữa, bị khảo nhiều quá rồi. Thế nên sư phụ cứ cho vô. Hai ba tuần sau chạy ra nói, tôi là người xuất dương du học, tưởng đâu vô đi tu với sư phụ phải cho làm chức vụ gì, tôn trọng sao, coi tôi như giả rách. Trời ơi, đi tu là giả rách chứ còn gì nữa. Không thấy sư phụ sao? Hả? Tu vậy mà đi truyền pháp chỗ này chỗ kia mà còn bị người ta coi còn hơn giả rách nữa chứ, coi giả rách còn đỡ. Giả rách còn lấy lau chùi được. Coi còn hơn giả rách nữa không biết coi bằng cái gì nữa. À, tại quý vị không biết đó chứ. Nhưng mà cái đó là những cái sự tầm thường của cuộc đời, có âm thì có dương, có người tán thán thì có người chửi bới. Cái chuyện gì đâu mà phải bực mình. Thấy chưa? Mấy con chó nó sủa rồi mình đứng đó mình sủa với nó sao? À, đã đi tu thì phải coi cái thân mình như vậy rách. À, như đồ chùi chân cho thiên hạ chùi cho nó sạch sẽ. Như cái tấm đá mài dao để cho họ mài dũa cho cái dao của họ bén. À, càng mài thì cái thân thể mình nó càng mòn lụng xuống. Cái chuyện đó là chuyện thường. Vậy mới kêu đi tu xuất gia. Xuất gia là xuất khỏi tam giới nữa, xuất ra khỏi những cái sự tham luyến, sân si, thù hận. À, chứ còn xuất gia đâu phải bỏ từ cái nhà này đi vô cái nhà kia đó. Cái chùa thì cũng là cái nhà cái gì đó. À, nhà còn đẹp hơn nhà của mình nữa phải không? Vô đó ở sạch sẽ hơn. Rồi không có con cái, rồi lu bu, không có nợ nần, không có mấy cái bill này bill kia, không có telephone bill, không có electricity bill, không có water bill, không có đủ thứ lộn xộn á. Đó, vô cái nhà đó ở còn sướng hơn ở nhà mình. À, như vậy không phải là xuất gia. Xuất gia là một người phải hoàn toàn hy sinh hết tất cả những cái danh dự, những cái danh vọng, những cái gì mình có để mà phục vụ cho người khác. Mặc dù nhưng mà không bao giờ chờ đợi cái sự báo đáp hết. Thấy chưa? À, như vậy mới kêu xuất gia, chứ đâu phải người xuất dương du học hoặc là người hay người giỏi gì vô đó rồi sư phụ phải để bàn thờ mà lại đâu. Như vậy là cái sự xuất gia quan niệm sai lầm, thành ra đi ra là phải. Không ra mai mốt hộ pháp cũng đuổi ra. Nếu sư phụ không đuổi thế nào hộ pháp cũng đuổi. Ờ kỳ okay, vậy đó. Nếu mà tu hành cái quan niệm không chính đáng hả? Tu theo sư phụ không nổi đâu. Không được. Tại vô đây không có cái gì để nắm hết. Sư phụ không cho cái gì để nắm hết. Tiền bạc cũng không cho giữ. Không có đồng nào hết. Túi không có đồng nào hết. À. Có nhiều khi những cái chùa khác quét lá đa tháng 500. À, chùa sư phụ đâu có lá đa đâu quét. Đâu có trồng cây, đâu có gì. Đâu có chỗ đâu trồng cây. Học trò đến cả mấy ngàn người đạp chết hết trơn cái trời. Hồi xưa cái chỗ sư phụ ở Đài Loan, cái trồng khoai lang này kia đó, cái hồi đó là mình chưa có nghĩ đó mà đông đông mà tới vậy.
rồi trồng để đó khoai lang chưa kịp ăn á, tới nó cắm trại hết lên hết trơn. Sáng ra thấy khoai lang dẹp lép hết mấy cái lá lang vì nó đạp xuống lều nằm cho nó ngủ ban đêm á. Nhiều khi những người học trò từ xa đến 2-3 giờ sáng mắt nhắm mắt mở nó đâu thấy chỗ nào là lang chỗ nào là khoai đâu. Nó thấy nè, thấy mềm mềm á, êm êm á, từng cỏ đó. Nhất là khoai nên là không có chỗ cắm lều mà đụng đâu cắm nó à, mà hộ pháp cái lúc đó thì mắt nó cũng nhắm hết trơn rồi. Không thấy ai lại, không kệ nó ai vô cắm đâu cắm. Ngày mai sư phụ vậy coi là mấy cái buồn, mấy cái luồng lang của sư phụ nó dẹp hết, không thấy đâu chừng mất tiêu. Thành ra sau này cái chỗ sư phụ ở muốn trồng á, trồng ở trong mấy cái góc cạnh nào xa lát xa lơ, mấy cái chỗ mà nó trèo lên không được á, núi cao hả, và những cái góc mà có cái bằng gốc thiệt là gốc cạnh vậy đó mới trồng được. Nhưng mà giờ cũng hết gốc rồi, gốc nào cũng bỏ lên. Đông quá càng ngày càng đông, nên chỗ cái chỗ sư phụ ở giờ trồng không có gì để trồng nữa, trồng không được nữa. Mà thí dụ mà những người xuất gia của sư phụ muốn trồng cây, trồng rau thì phải trồng cái thứ mà kêu bằng cấp tốc á, trồng xong ăn liền hả, không 2-3 ngày ăn liền chứ không thôi không kịp. Trồng mà để lâu lâu nó lại nó đóng liều lên là hết. Không thấy gì chưa. Rồi thành ra vô chỗ sư đi tu với sư phụ thiệt là phải bỏ hết trơn mới đi vô được. Còn vô mà còn nghĩ rằng tôi muốn cái này muốn kia làm chức này chức nọ thì thôi dẹp, với tu sao nổi. Đã đi tu mà còn muốn giữ này kia rồi còn muốn người ta trọng vọng mình, đó là ham danh lợi, đâu phải người xả bỏ đâu. Quý vị có hiểu không? Thành tu hành nó có nhiều cách. Nhiều khi nó bận cái áo lên để tưởng đâu mình muốn người ta tưởng đâu mình muốn đi tu, thật tâm mình không muốn, rồi cái đời tu mình nó trắc trở rồi hỏi tại sao. Ừ, hỏi mình chứ hỏi ai, quý vị có hiểu không? Cho nên trời đất rất là công bằng, mình tu cái gì được cái nấy à. Nếu mình tu không được, mình tu chưa thành Phật, có lẽ mình tu không đúng thôi. Mình xuất gia không được tại mình không có cái quan niệm xuất gia chính đáng, hoặc là mình không có sự thành tâm xuất gia thôi. Chứ đừng nói rằng tại sao người ta lại tu được, tu không được sao anh tu được. À, mỗi người khác nhau chứ à, có người làm giàu được, thấy chưa, người làm thành tỷ phú, mà có người làm cũng y một công việc đó mà tán gia bại sản. À, làm sao mình biết được. Ừ. Cho nên mình phải tin rằng tu hành có người chứng đắc chứ không phải không, nhưng mà cũng có người không chứng đắc. Cái chuyện nó thường lắm, cũng như đi thi có người rớt người đậu thôi à, chứ không có gì là lạ hết. À, cũng đừng nên thắc mắc và làm cản trở cái niềm tin của mình, làm mất đi một cái cơ hội quý báu để mà mình theo gương người đó mình học để mình thành. Đó, cái học Phật mà thì phải thành Phật chứ, cũng như học bác sĩ thành bác sĩ á, sao không thành được. Ừ. Cho nên những người nào thí dụ như đi theo một cái pháp môn nào đó, hoặc là gặp ông thầy dở, hoặc là pháp môn dở rồi tu không xong á, đừng trách ông thầy đó. À, có lẽ tại mình lúc đó mình chưa đủ thành tâm, mình chưa đủ căn duyên, mình chưa đủ sự hiểu biết một vị minh sư là như thế nào. Cái quan niệm của mình kỳ vọng một vị minh sư là như thế này, như thế nọ, như thế kia, thì mình sẽ gặp cái vị minh sư như thế này, như thế nọ, như thế đó. Nếu mà một khi nào đó mình xả bỏ tất cả những quan niệm sai lầm, những quan niệm cũ kỹ, mình bỏ hết, mình nghĩ mình lại trời lại Phật, có ông thầy nào mà hay đó gửi tới cửa cho mình ạ. Con không cần biết ông đó ông như thế nào, bà đó như thế nào, mặt mũi ra làm sao, con gái nhà ai, ăn bận như thế nào, miễn đúng là minh sư thì xin trời Phật gửi tới cửa nhà con à, hoặc là làm cho con biết được. Cái lúc đó thế nào mình cũng gặp minh sư thứ thiệt. Còn cái khi mà mình còn ngồi đó mình kỳ vọng là gặp một ông minh sư như thế này như thế nọ nên thế kia đó, thì trời sẽ sống sẽ gửi tới một ông như thế kia như thế nọ như thế này, hiểu chưa? Tại hằng thuận chúng sanh mà. Chứ nếu không thì cái cõi ta bà này nó đã biến thành một cõi khác rồi, nó không có giống như, nó không có lộn xộn như bây giờ. Tại sao thế gian này có sự khổ, có sự vui? Tôi bởi vì chúng sanh mỗi người có ý muốn họ khác nhau. Và cái sự làm việc của họ khác nhau, cho nên họ sinh ra những cái nhân quả nó không đồng. Những người làm lành á, thì mai mốt họ sẽ lãnh cái quả lành. Những người làm mà những sự không lành thì họ sẽ lãnh những sự không lành. Cho nên thế giới này có người làm lành, có người làm không lành. Cho nên thế giới này
có thấy sự lành, sự dữ. Nhiều khi mình làm lành kiếp trước, kiếp này mặc dù mình làm những điều dữ nhưng mình vẫn còn hưởng thụ. Nhưng cái quả dữ của mình một chút đây, già rồi mình lãnh, hoặc là đời sau mình lãnh, chứ không thể nào chạy thoát. Việt Nam mình nói thiên võng khôi khôi xưa nhi bất lậu, lưới trời tuy rộng mênh mông nhưng mà một mảy lông cũng không lọt được. Đó là cái luật nhân quả của trời đất. Nếu không có luật này thì trời đất hỗn loạn, ai muốn chém muốn giết, ai ai muốn cướp giật gì của ai cũng được, không có quả báo và không có ai sợ sệt cả. May mà có quả báo như vậy mà còn có người không sợ thầy. Luật lệ giết ra đàng hoàng nhưng mà còn có người không sợ thầy, huống chi là không có này. Thì bây giờ thí dụ như hồi nãy sư phụ đã nói rồi, quy y không á, ăn chay hai bữa thôi mà quý vị tăng nó dám quả quyết rằng theo Phật rồi, không đọa địa ngục, à không đọa ác quỷ, không đọa bằng sanh, dám quả quyết á, lặp lại 3-4 lần á, hiểu không? Chứ không phải nói 1 lần đâu, không có mistake á, không có phải nói lộn đâu, phải lặp lại 3 lần y như nhau vậy đó. Rồi mình phải nói là mình chịu giữ á, là cái nó mới được như vậy, mới đúng là quy y. Rồi bây giờ sư phụ biểu rằng đi theo pháp sư phụ một đời giải thoát, à rồi không ai tin hết. Có người tin nhưng mà nhiều người không tin. Nó làm gì có vụ này, làm gì có chuyện mà dễ như vậy. Tại sao ăn chay hai bữa mà thoát tam đồ khổ, thoát qua 3 đường khổ được, à mà không gì không làm chân. Lâu lâu đi chùa một lần, cúng vậy đó, 2-3 đồng vậy đó, rồi để ra một cái list thiệt là dài, cầu dùm cho ông này ông kia, và cái dòng của họ mình á lớn thiệt lớn, cúng có mấy con bạc thôi, hoặc là cúng 2-3 trái tay táo gì đó. Bắt Phật làm việc quá trời. Như vậy mà còn được, mà nghe rằng hợp lý. Còn sư phụ nói rằng theo sư phụ một đời giải thoát, tôi nghĩ rằng không hợp lý. Là như thế nào? Thế này là thế nào? Hả? Theo sư phụ đâu phải một đời giải thoát nữa, phải ăn chay rồi nữa chứ, phải không? Phải tin sư phụ á. Cái niềm tin là mẹ của các công đức. Muốn tin sư phụ đâu phải chuyện dễ, thấy không? Thành ra nói là nhiều người không tin đó. Những người theo sư phụ mà tin được sư phụ đó là đẳng cấp họ rất cao. Họ có cái trí huệ rất là khai mở. Không mới tin được một vị nữ mà thành Phật. Tại hồi đó giờ nghe nói chỉ có nam thành Phật thôi, nữ là đồ bỏ. Vậy không biết Phật ở đâu ra á. Không có nữ đâu, Phật ở đâu ra hả? Rồi mấy ông vua, ông tổng thống ở đâu chung ra? Tối ngày ăn là cứ chửi với nữ hoài Mà mình thành kỹ sư, bác sĩ, ông nọ, ông kia, thành Phật, thành Chúa, thành Trời gì cũng là từ người nữ mà ra hết. Vậy mà cứ dám chửi cha mẹ của mình hoài. Thôi, không nói nữa. Bây giờ đi theo sư phụ một ngày phải ngồi thiền 2 lần, 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Rồi phải ăn chay trường á, một cái chút trứng cũng không được ăn, chút rượu cũng không được uống. Phu thê phải đàng hoàng, hiếu đạo phải lo cho tròn, tất cả tam can ngũ thường đều phải giữ. Như vậy mà sao không một đời giải thoát được? Nợ nần trả hết rồi thì phải một đời giải thoát chứ. Sao nói vậy mà sao không hợp lý? Quý vị có hiểu chưa? Hợp không? À, cảm ơn. Nếu nói theo sư phụ không hợp lý, tức là chửi rủa lại những cái giáo lý trong chùa đó. Quý vị hiểu không? Tức là gậy ông đập lưng ông đó. Ăn chay ngày có 2 bữa thôi, cúng dường mấy ông bạc thôi, quỳ xuống đó con nói con xin quy y, rồi có cái pháp danh vậy đó, cái thoát khỏi tam đồ khổ à. Trời, thoát khỏi tam đồ khổ đó phải chuyên tâm thương. Đời đời kiếp kiếp đủ thứ nghiệp chướng hết rồi, kiếp này ăn mặn uống rượu cũng y vậy, nhưng mà làm sao mà thoát khỏi tam đồ khổ cho được? Vậy không có nhân không có quả sao? Không có người nào đã gánh nợ cho mình, làm sao mình thoát nợ được? Thí dụ ở đời này anh thiếu nợ 100 ngàn của người nào đó, anh không trả là anh phải đi tù, phải không? Trừ ra có một người bạn rất giàu, hoặc là người cha mẹ hay là bà con nào đó rất có giàu và có thương mình đó, đem 100 ngàn đó thế cho mình trả cho người ta là mình hết nợ. Thì một người tu hành mà có công đức vô cùng rộng lớn á, mình kêu bọn họ đời đời kiếp kiếp tu rồi, mình đâu biết cái đời đời kiếp kiếp họ có tu hay không, mình sao dám nói họ không tu.
À, một người mà tu hành đời đời kiếp kiếp nó có phước đức rộng lớn á, cũng như người giàu có ở thế gian này, nếu họ thương tưởng mình, họ trả dùm cái nợ cho mình dễ dàng, không có chi hết trơn. Đối với những chúng sanh tầm thường, nợ không mà không có công đức á, thì nó khó trả. Chứ còn người ta chỉ có công đức mà không có nợ đó, trả bao nhiêu cũng được. Đã kêu vô lượng vô biên công đức mà sao không có, không trả dùm được. À, cho nên theo một vị nào có công đức như vậy, họ nói mình tin họ, mình một đời giải thoát là phải, chứ không có chi mà lạ chừng, không có gì đâu mà kỳ quặc hết. Như vậy tại sao không hợp lý mà cứ nói vô có con quy y như vậy rồi lãnh cái bằng đem về, đúng không? Cái pháp danh đem về vậy rồi cái được giải thoát tam đồ là gì chịu tin. Ừ, nói vậy là tương phản với nhau, phải không? Nếu nói sư phụ nói sai ở trong chùa nó, những cái sự quy trong chùa nó đúng, tức là mình tự tương phản lấy mình á, mình tự làm cho chứng minh cho người ta biết cái sự vô minh vô cùng của mình, chứ không có chi lạ hết. Nên ai cãi gì sư phụ cũng không thèm, không nói nữa. Để cái đèn nó tự sáng lên thì mình biết nó sáng, cái đèn mà nó tối hù mà nó cứ đứng nó cứ la hoài, nó tôi sáng tôi sáng thì đâu có ai tin được. Nhưng mà tại vì sư phụ hôm nay sẵn có dịp đến đây nói chuyện với quý vị, thì sư phụ cũng sẵn dịp mà nói ra luôn. À, chứ sư phụ không có chấp nhất những cái chuyện này, hiểu chưa? Phải nói chứ, nói cho quý vị hiểu vậy thôi. Ừ. Nếu không nói, rồi trách quý vị không hiểu, thì cái điều không phải. Ừ. Nhưng mà nói rồi mà không hiểu thì thôi cũng chịu. Cái đời nó vậy chứ. Những người nào mà công đức lớn, tức là người ta đã tu hành lâu á, nói ra người ta hiểu liền. Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử, Ngài có nói rằng cái khi nào mà nói đến đạo á, kẻ cao minh á, hiểu liền. À, chấp nhận liền. Kẻ trung bình á, thì đem về nhà nghiên cứu, thực hành, thử. À, còn cái kẻ mà hạ tầng cấp á, thì họ cười. À, nếu họ không cười thì không phải là đạo. Như vậy chứng minh rằng cái đạo mặc dầu mênh mông bao dung tất cả, nhưng mà tại vì cái lòng người hạn hẹp, tầng cấp nó khác nhau. Tại vì sao? Tại vì có người thì làm người đã lâu rồi, chịu khổ, chịu cay, chịu đắng nhiều rồi, có gặp được những vị minh sư chỉ giáo rồi, chút đỉnh rồi, hoặc là gặp những đệ tử của những vị đó cũng có liên hệ chút đỉnh, hoặc là đọc qua một hai tờ truyền đơn nào của vị minh sư đó, à, hoặc là dòm qua mặt hay gì đó nhưng mà không tin, à, hoặc là về nhà phỉ báng gì đó nhưng mà nó cũng có duyên á, đó là đã gieo cái duyên phỉ báng á. Vậy cũng có duyên chứ. Mình chửi người ta cũng biết người ta rồi, mình biết rồi người ta mới chửi, tức là có quen nhau, hiểu chưa? Vậy là có tình quen thuộc. Ừ. Rồi thì nó gieo cái duyên đó, thành ra làm người lâu rồi nó bị nhồi tới nhồi lui, mệt mỏi rồi cũng hiểu được chút đỉnh rồi. Thành ra những người đó trí huệ họ cũng khác hơn những người mà mới từ con vật lên làm người, hoặc là mới từ địa ngục lên sạch sẽ, chưa có sạch hẳn, mới tắm rửa dùng lửa tắm á, nhiều người dùng nước tắm nhưng mà nhiều người phải dùng lửa tắm nó mới sạch. À, thì đó những cõi đó kêu bằng địa ngục. Ừ. Tắm lửa thì nó hơi nóng, tắm nước thì nó hơi lạnh, thấy chưa? Tắm nước thì nó mát, tắm lửa thì nóng, lửa nó nóng mà. À, nhiều người tắm lửa, tắm nước không đủ thì xuống kia tắm nước, tắm lửa lên á thì mình mấy nó còn hơi nóng nảy, thấy chưa? Thì nó đụng đâu thiêu đó. Nói gì cũng không hiểu hết, tại còn nóng nảy lắm, thấy chưa? Còn khó chịu trong người lắm, còn đau đớn những cái vết thương chưa có lành hẳn. Trong khi tắm lửa đó thì những vết bỏng chưa có lành hẳn, lên đây tính tình cọc cằn nóng nảy, đụng đâu thiêu đó. Ừ. Những người mà ở từ những con súc vật lên làm người đó thì họ còn kêu bằng cái gì? Thô thiện. À, trí huệ chưa có lấy gì làm tinh xảo lắm. À, có nhiều khi những người cây cỏ, từ cây cỏ lên làm người nữa,
cây cỏ không phải nhảy một bậc lên làm người được liền. Nhưng mà vì những nhân duyên nào rất là huyền diệu, có thể nhảy bậc được. Cũng như có những người học trò rất là xuất sắc, mình kêu là thần đồng đó. Họ mới từ tiểu học họ nhảy lên đại học luôn. Thật quá giỏi. Tại kiếp trước họ có học rồi, hoặc là họ từ những cảnh giới cao họ đi xuống. Cho nên họ cái trí huệ họ còn rất là tinh xảo. Còn những người nào làm người thường thường không á, thì trí huệ trung bình thôi. Những người mà sư phụ nói đâu hiểu đó liền á, mà tu mà có kết quả liền, những người đó từ cảnh giới cao xuống. Họ trước kia họ tu chưa có đến mức thượng thừa, cho nên bây giờ họ xuống đây đầu thai làm người để mà được cái dịp học tiếp cho nó lẹ, học cái cõi này nó lẹ hơn, tại nó có nhồi quả, nó có trả quả, nó quân bình nó lẹ hơn. Còn tu những cảnh giới trên kia nó nhẹ nhàng quá đi, công đức không có bao nhiêu, không có công làm sao có đức, hay chưa? Thành ra nó lâu, nhiều khi người ta từ cảnh giới kia người ta sinh xuống làm người, đặng là họ tu cho lẹ. Cho nên những người đó cảnh giới cao, tâm trí họ rất là khai minh á. Rồi còn tại sao có những người mà từ cây cỏ lên làm người nè? Trường hợp nó như thế này, thí dụ như cái cây đó lúc sinh thời có một vị Phật tại thế nào đó đến đó có thể là bẻ cái hoa của nó, hoặc là lấy đỡ cái trái của nó mà ăn, hoặc là có một người nào đệ tử của Phật đó lấy hoa lấy trái của cái cây đó mà cúng dường cho vị Phật đó, không cần đệ tử hay không đệ tử nữa, cái lòng thành đó là đệ tử chứ không phải là truyền tâm ấn là đệ tử nha. Một vị Phật không có phân biệt đệ tử với không đệ tử, chỉ người nào thành tâm đó là đệ tử. Thành ra những người đó thành tâm đó hái một cái bông cái trái của cây đó cúng dường cho một vị Phật tại thế nào đó, là cái cây đó kiếp sau chết rồi lên làm người. Nhưng mà không phải làm người thông minh nhưng mà gặp minh sư tuy rằng gặp minh sư nhưng mà những người đó tu hành phải còn một kiếp nữa mới được. Tu cái kiếp này hết xong rồi, kiếp người này đó tu với vị minh sư đó xong rồi chết đi phải làm người một kiếp nữa. Tại sao? Chưa có huấn luyện đủ cái sự thông minh, cho nên học hành chậm chạp, nói chuyện khó hiểu, vị thầy nói cũng khó hiểu. Ở Ấn Độ có một câu chuyện như vậy đó. Có một người kia sắp bệnh, con gái nhà kia bệnh quá trời, bệnh sắp chết rồi. Rồi gia đình đó hai người, ba má cũng đều truyền đã mắng hết, ba má và người con đó truyền đã mắng hết. Rồi hai vị cha mẹ của người đó hết sức là nguyện cầu với thầy của mình cho con của mình qua khỏi cái cơn bệnh này mà sống lại, tại vì có đứa con một thương lắm. Nhưng mà rốt cuộc rồi người con đó cũng bệnh sắp chết rồi, trầm kha không cứu được. Rồi hai người cha mẹ rất là phiền não, nghĩ rằng thầy của mình không có linh. Tại sao thầy nói rằng cầu gì được nấy, mà chúng con chỉ có một đứa con một thôi, mà con trai, mà bây giờ cầu thầy cho nó sống qua một ít năm nữa thầy cũng không cho. Vậy chắc thầy không linh. Thầy không thương chúng con. Ngồi đó trách móc khóc lóc vậy. Cái người con đó lúc đó mới tỉnh dậy, nó khuyên cha mẹ rằng không phải thầy không linh, đừng có nghĩ vậy mà mất phước báo. Tại vì con kiếp trước là làm một cây bông, rồi có một người bẻ bông cúng dường cho thầy mình nữa nè, rồi con mới được sinh ra làm người. Nhưng mà tuy sinh làm người, trí huệ con chưa có được khai mở tới mức tối đa, cho nên con phải bây giờ phải đi để làm một kiếp người nữa để con mới được giải thoát hoàn toàn. Thì cha mẹ đừng có phiền não, con đi là tốt cho con. Nói rồi cái nhắm mắt đi. Lúc đó cha mẹ mới tỉnh ngộ. Tại vì cái vị đó thấy được quá khứ của mình, cái lúc đó thấy được quá khứ mới nói được. Còn những người mà mình không thấy được quá khứ, khó mà chứng minh được người nào là tu, người nào không tu. Tại vì nhiều khi mình thấy người ta bên ngoài thôi, mình không biết người ta thật là tu hay là không. Cũng như hồi nãy sư phụ đã nói, có một vị đi tu đó rồi nói rằng ở trong này sư phụ không có đối đãi đàng hoàng, không có tôn trọng á, thành ra đi ra. Tại vì cái mục đích không có trong sạch á, hiểu chưa?
Nhiều khi mình thấy người ta cạo đầu, người ta vô tu, người ta tưởng đâu người ta có đã hiểu biết tất cả rồi, nhưng mà chưa phải. Chưa hiểu biết một phần nào nhưng mà chưa có hiểu biết trọn vẹn, thành cái sự hiểu biết nó chưa có được đầy đủ. Mình phải tu hành cho lâu mới thấm nhuần tất cả những cái sự vi tế trong sự tu hành, mình mới biết cái đẳng cấp nó khác nhau rất xa. Thí dụ như hồi xưa quý vị hôm qua hôm kia nè, sư phụ ở Colorado có mấy vị đệ tử người Mỹ đó họ mua cái bia mà không có alcohol đó, cho sư phụ uống thì sư phụ cũng uống một chút mặc dù nó không đề là không có alcohol đó, nó có gì đó không 0.5% thôi phải không, tức là rất ít đó phải không, coi như không có phải không hả, vậy mà uống vậy mà cũng thấy cái nó nó rùng rình á thấy nó rùng rình á. Sư phụ thì không nói làm gì ha, tại vì nghĩ là sư phụ chắc không uống thường là nó như vậy. Còn mấy người Mỹ rồi sư phụ uống bia như uống nước lạnh đó chứ, mà sao nó nói sư phụ sao cái gì mà nó cũng rung rinh vậy nè rồi thầy trò ngồi đó nghiên cứu thiệt không có alcohol luôn thiệt tình không có, nhưng có chút xíu vậy thôi mà tại vì mình tu hành đó rồi cái thân khẩu ý mình nó vô cùng tinh khiết, nó tinh khiết lần lần lên đó, rồi có một chút xíu gì mà nó khác á biết liền. Hôm nay quý vị nào truyền tâm ấn xong rồi mà tu hành thật sự đó nha, sư phụ nói tu thật sự đó, chứ có nhiều người nhảy vô nhảy ra cái chuyện đó sư phụ không có thể mà đảm bảo được chứ tại sư phụ tự tại mà ông lên đã vô mình cấm sao, nhất là cái lúc mà truyền bá mà công khai đó cấm là không được á, đứng nó chửi á thế nào cũng bị chửi không cấm mà còn chửi đâu không gì cấm vậy đó, rồi nhảy vô rồi nhảy ra. Thì sư phụ cũng nói ha, những người mà tu hành thật sự đó, thí dụ lâu lâu mà ăn phải một cái chút gì mà nó có thịt mà mình không biết đó, hoặc là trứng đó, là đau bụng á, là biết liền, biết là cái này không phải rồi. Ở bên New York hồi đó sư phụ cũng chưa tu hành gì bao nhiêu, lâu rồi, cách đây chừng lâu rồi, mấy năm trước á, chưa có là minh sư, minh tinh gì hết trơn á. Mà có người kia họ đưa đồ cho sư phụ ăn, họ nói cái này là đồ rong biển, nó trộn rong biển ở trong, nó có những cái bột bột gì, cục bột ở trong á, nó nhất định đồ vegetarian. Đấy, nhiều khi người ta cúng dường, người ta tưởng đâu người ta ngon, thiệt là làm cho sư phụ đau khổ. Nhưng hồi đó, chứ bây giờ sư phụ từ chối sư phụ không ăn là không ăn không có nói ăn đời vậy đó, mệt, mất lòng ráng chịu, mất lòng thì rác đau bụng. Không mất lòng thì đau bụng. Thì cũng vậy thôi, quanh đi quẩn lại cũng là lòng với bụng thôi. Thế là bây giờ tu hành rồi mà đồ đạc nhiều quá trời đâu có chịu được. Phải nhiều người cúng dường sư phụ cái này cái kia rồi sư phụ không nhận rồi buồn. Quý vị đừng nên buồn. Sư phụ tu hành rồi lấy chi đồ đạc cũng sùm á. Rồi đi tới đi lui chỗ này chỗ kia chỗ đâu mà đựng. Máy bay nó có cho mình 20 kg thôi. Rồi người nào cũng đem đồ vô rồi sư phụ để đâu? À, mai mốt chắc phải mua thêm 3-4 cái ghế nữa, ghế trống á, đặng mà lấy cái vé rồi mà chở thêm đồ của quý vị cho. Tại nói quý vị đừng nên buồn những cái chuyện tầm thường nhỏ mọn như vậy. Khi nào sư phụ không tu hành, không giúp đỡ người khác, không sự phụng chúng sanh, không phụng sự chúng sanh, chừng đó quý vị mới nên buồn. Chứ mà khi nào quý vị không, sư phụ không có nhận những cái đồ đạc vật chất của quý vị, nhưng mà nhận cái lòng thành của quý vị đừng nên buồn. Cái đó là chuyện con nít, phải không? Phải hiểu cái thân phận của sư phụ chứ. Người ta ái mộ nhiều, người học trò nhiều, người chửi thì cũng không ít, nhưng mà nhiều quá là mỗi người đưa mọi thứ sư phụ đựng đâu chứ, quần áo sư phụ không có túi à, có nghĩa là ta không có chứa chấp gì hết chứ. Thường thường áo nhà sư có hai túi hai bên, nhưng mà sư phụ túi cũng dẹp luôn, may cho nó lẹ, thấy chưa. Sư phụ cắt cái đường thẳng lên, rồi cắt cái này thẳng tới, rồi cái may chắc chắc vậy là nó xong. Chứ giờ còn may túi nữa, nó lâu lắm. Mà túi để đựng cái gì? đựng nghiệp chướng hả? Cho nên tu hành có nhiều cái cách và nhiều cái cấp bậc khác nhau. Nhiều người cứ nói rằng tôi tu mấy chục năm, tôi tu này, tôi tu kia. Nhưng mà phải hỏi cho mình biết rằng mình tu có đúng không? Tu đúng hay không đúng? Mình thấy cái cách cư xử của mình mỗi ngày là biết liền. Mình coi mình có còn phân biệt không? Chứ mình còn
chửi bới phỉ báng những cái đạo giáo chân chính khác hay không, mình muốn ghen ghét đố kỵ những người tu hành chân chính hay là không. Mình trong cuộc đời tu hành của mình có ích lợi gì cho mình hay là không, có ích lợi gì cho những người khác hay là không, cái lòng vị tha của mình nó tới mức nào, mình thương chúng sanh tới mức độ nào, mình có thể hy sinh tới mức độ nào để cứu người khác, mình biết cái sự tu hành của mình có đúng hay không. Chứ mình không kiểm soát lấy mình, cứ kiểm soát người khác làm gì. Đức Phật dạy mình thường thường tu hành là phải tu thân, thấy chưa? À, ở bên đạo Khổng đạo giáo, đạo lão cũng nói tu thân tề gia rồi mới trị quốc rồi mới bình thiên hạ. Biểu mình tu thân chứ đâu biểu tu cho người khác thân đâu, chưa? Tu thân tức là mình tự tu sửa lấy mình thôi. À, còn Đức Lục Tổ Huệ Năng cũng nói rằng khi tôi thiền quán tôi chỉ thấy cái lỗi của tôi mà tôi không thấy lỗi của người khác, cái đó tôi kêu bằng thấy. Yeah. Chứ ngồi đó mặc dù thấy Tây Phương Cực Lạc mà cứ đi chửi bới người khác hoài thì cái đó chưa biết rằng mình tu hành chưa có đúng, hiểu không? Thí dụ như thí dụ như những người nào mà nó theo học trò với mình ha, nhiều khi mình phải dùng những cái cách mà nghiêm khắc la rầy họ cho họ tiến bộ. Có những người học trò quá thấp mình phải la rầy cho họ tỉnh, cái đó thì được. Nhưng mà nếu mà họ nghe, còn nghe thôi cũng dẹp luôn, la lần là thôi không la nữa, học trò nhiều quá la đâu, mỗi người la hoài cho được đâu có thì giờ. Chứ còn những người nào không có quan trọng với mình, không quan hệ gì tới mình hết, mình đi cứ la lối hoài, mình cứ tìm cách nói vu nói cáo nói khống hoài, cái đó là mình biết mình chưa có tu hành đúng mức. Chứ không cần phải ai nói mình hết trơn. Thành ra mình tu á phải tự kiểm soát lấy mình nha. Theo sư phụ không theo sư phụ có chuyện đó không thành vấn đề, cái đó là duyên phận mà thôi, chứ không ai ép ai được hết. Phải biết rằng sư phụ đi hoằng pháp nói chuyện với quý vị toàn là nói về tu phép quán âm thôi, tu phép một đời giải thoát thôi. Mình quán cái nội tại âm thanh của mình, tức là cái tự tánh của mình. Cái tự tánh của mình không phải là một cái khúc lòng khúc ruột, không phải là một cái hình dáng nào, nhưng mà nó là một cái sự chấn động lực mỹ miều của tạo hóa. Từ trong chấn động lực đó nó cô động lại mà nó thành cái thân hình này, hiểu chưa? Nếu mình muốn giải tán nó ra thì nó trở thành chấn động lực nữa. Cho nên mình tìm về cái nguồn gốc của mình đó, kêu bằng quán tự tâm, kêu bằng nghe tánh mình, cái tánh đạo, cái tánh thành đạo vô thượng của mình đó. Kinh điển nào cũng có nói, sư phụ hỏi cần moi móc từng câu ra mà cho để khoe khoang với quý vị rằng sư phụ biết nhiều kinh điển. Tại sư phụ khỏi cần chứng minh, lẽ ra khỏi cần chứng minh, người khôn nói ít biết nhiều, chưa? Cái gì khôn ngoan nói ít biết nhiều phải không? Con khôn cha dạy một điều cùng hai thôi, chứ mà dạy nhiều quá mà dạy hoài không được thôi dẹp chứ, chưa? Thôi đâu dạy hoài để đi học tiểu học chứ. Người nào học đại học thì được lên học đại học, còn người nào không học được thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà có nhiều người không hiểu cho như vậy, đến đây rồi cứ hỏi những cái chuyện gì không quan hệ gì tới cái đề tài của sư phụ nói hết trơn á, hiểu chưa? Rồi cứ bắt thính giả ngồi đó mà nghe những câu cà kê dê ngỗng của mình tại sao cái bông nó đỏ mà không xanh, tại sao thanh hải vô thượng sư mà không phải thích gì đó, thích nữ gì đó. Tại sao tôi vô chùa tôi thấy thích nữ này thích nữ kia mà sao đây thanh hải vô thượng sư? Tôi nói đây không phải cái chùa mà. Tại sao phải bắt sư phụ làm một vị nữ tu như những người khác, hay chưa? Ai muốn tu sao ra tu chứ, tu đàng hoàng thôi chứ, nó phải có tin thích nữ rồi là ngon đâu chứ. Thích nữ ai muốn có cũng được, cạo cái đầu vô bận áo là có gì đâu. 5 phút thôi, cạo đầu 5 phút không, nhiều lắm là 10 phút á. Cái đổi cái tên nó thành nữ liền, thích gì liền, chứ? thành tu gì sư cô sư bà liền, cái đó đâu phải vậy. Tu hành phải coi người đó công đức như thế nào, họ tu hành lên sao, rồi cái kết quả của sự tu hành họ như thế nào, họ có ích lợi cho họ, có ích lợi cho ai hay không. Chứ còn nếu mà nói tu ai cũng tu dễ quá đi, phải không? Làm sao mình đo lường cái sự tu hành của họ, cái sự kết quả của họ được? Mình thấy một cái cây nó có trái nhiều hay không, mình biết cái cây đó nó
sung mãn hay không, phải không? Mình phải coi cái trái chứ đâu có cái đứng đó mà cái bình luận hoài cái cây này sao không giống cây kia, thấy chưa? Mỗi cái cây apple á, cái cây gì đó, cái táo á, nó khác nhau phải không? Cây thì thẳng lên, cây thì dày, cây thì quẹo qua, cây quẹo kia. Nhưng mà cái cây nào nó có trái nhiều là cái cây tốt chứ, thấy chưa? Trái nó ngọt, nó ngon. Mình chỉ muốn cái trái thôi, mình cần cái cây. Rồi bây giờ cứ ngồi đó nói người nữ mà tại sao đi hoằng pháp? Người nữ sao thành Phật? Thành thì thành chứ, nữ nam gì? Phật tính đâu có nữ đâu có nam. Có nhiêu đó mà cũng không biết sao. Dễ tới mức vậy đó. Phật tính nó làm gì có nam có nữ ở trong á? Cái tính của nó thôi chứ. Cái quality, cái tính chất nó như vậy. Nó giống như nước, như mây, như gió, như không khí, làm gì có chất nam chất nữ ở trong. Chỉ có con người có hình có tướng, cái bên ngoài cái dáng nó mới có nam có nữ. Chứ còn Phật tính là dòng vĩnh viễn trường tồn. Phật tính là những gì vô cùng kỳ diệu, làm sao có nam có nữ nữa. Cái cõi Phật A Di Đà nó không có cái người nữ, cái tiên nữ cũng không nữa. Những người thành Phật á, họ đạt được cái tính mà không nam không nữ đó chứ không phải họ là người nam hoặc là người nữ. Cái này cái bộ đồ bộ đồ da đó, túi da đó, thành ra lát chết đi ai cũng như ai thôi. Túi da bỏ đó đâu có ai xài được, nam nữ gì cũng vậy thôi. Sư phụ nói chuyện bao lâu rồi hả? Một tiếng chưa? Một tiếng rồi ha. Thôi để cho quý vị hỏi han hoặc là công kích gì đi chứ không thôi quý vị ngứa ngay chân tay. Rồi quý vị có thắc mắc gì thì hỏi, cứ hỏi thẳng trước mặt sư phụ, không có chi mà sư phụ không giải đáp hết. Để hỏi gì cho có lợi ích cho mình và lợi ích cho thính giả, đừng bắt thính giả phải nhẫn nại những cái câu hỏi mà âu trĩ của mình, vậy thôi, mất thì giờ của họ. Ngày chủ nhật lẽ ra họ ngủ thêm một chút, hoặc là ở nhà họ coi tivi, hoặc là họ đi shopping nè cho vui, nắm tay nắm chân nè đi picnic, lẽ họ bỏ thì giờ đến đây họ nghe sư phụ, thì cũng đừng nên bắt họ phải nhẫn nại những cái câu hỏi mà quá kém cỏi hoặc là quá cái bằng gì kích động của mình, vậy thôi chứ sư phụ không có màng. Cảm ơn quý vị ha, ngồi nhẫn nại nghe từ nãy tới giờ có chán không? Nghe cũng tạm được ha. Hay ha. Cảm ơn. Hay thì được thôi. Chứ sư phụ tính đổi nghề đó. Vậy nếu mà không ai tin thôi dẹp, chứ mình đi nói chi cho mệt, tốn tiền nữa. Chứ sư phụ tính đi làm ca sĩ. Giờ đừng ta trọng vọng vừa có tiền mà không ai chửi với đó. Đi đâu người ta cũng đón rước rồi. Đổi nghề không? Tu sĩ khó quá, làm ca sĩ khỏe ha. Đổi không? Không hả? Thôi nghe lời quý vị không đổi. Chứ không thôi sư phụ tính đổi á. Đâu, câu hỏi đó hỏi lẹ chứ. Dạ thưa kính thưa quý vị, nếu quý vị có đem, câu đem, hỏi cứ đáp lên liền các giao quát các vị hộ pháp và đem lên đây để xin đọc câu hỏi cho sư phụ. Tại hồi nãy chưa có phát giấy cho người ta. Hay à, here one more. Đưa đây cho sư phụ, đưa đây. There are many religious practices that lead to enlightenment. It is true that this Quan Âm method is the quickest to get enlightenment, and why is it so? Yeah. Yes. Anh nên hỏi rằng có rất nhiều